Noel, tức là đêm mà Chúa Giêsu Giáng sinh, chúng ta biết rằng sự yên lặng ở trên mặt đất cho đến khi mà sự tuyên bố của các thiên sứ và một vòng đến tôn từ Chúa, thì đó là thông điệp mà chúng tôi muốn đưa đến quý mà chị em buổi chiều này. Cảm ơn Chúa. Hãy subscribe cho kênh Vietnamese để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta có lý do và có cơ hội để sống. Cảm ơn Chúa.